Đâu, nó lái xe sao? Nó lái xe sao? Ôi, nó cũng có hai cục má hồng nữa rồi. Em bé có hai cục. Em lái xe sao? Mẹ có được con đấy mẹ. Không được, lạnh lắm. Lạnh đâu, có lạnh sao đây vậy? Ê, nó xấu kìa mọi người, nó xấu kìa. Ôi, bây giờ kể mọi người lái xe sao? Lái xe sao? Đây, đưa cái mặt đây, đưa cái mặt đây. Đó, anh. Bên đồn đó hả? Ai mua xe vậy? Ai mua xe cho lái vậy? Rồi em lạnh em xoa tay đi. Chà, chú cháy lửa luôn. Bé anh đi đâu? Bé anh đi đâu? Chào, chào cái thân cây chị con cho nó đứt. Bé anh đi đâu? Bé anh đi đâu? Nói coi bé anh đi đâu? Bé đi đâu? Đi về nha. Mẹ đi. Rồi bé đi đâu? Bé đi đâu? Mẹ đi. Hả? Đặt cái đường.